trọng kính cha quản hạt, cha thở, quý cha đồng tứ, kính quý bề trên, quý vị đồng mến thánh giá cái nhân, quý cha cộng toàn đồng chú quan hạ, quý trung tử nam nữ. Cô gái, con muốn thể ăn sáng cha của con, con nhận thấy có sự hiện diện của quý cha, quý trung tử nam nữ, và quý bà con giáo dân đã cùng thiện trên thánh lễ để cầu nguyện cho cha của con. Con rất cảm động, nghẹn ngào vì được biết bao niềm an ủi. Xin cho con được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của gia đình con. Trước hết, con luôn rất lòng cảm ơn cha sợ. Trong thời gian cha con lâm bệnh, nằm tại gia đình, cha đã đánh giếng và an ủi. Khi cha của con qua đời, cha đã đến chia buồn và giúp gia đình lo tổ chức tang lễ. Gia đình con rất lòng tri ân, xin chú ban nhiều ơn lành cho cha. Kế đến, con thành kính tri ân cha quản hạt, quý cha đồng tế, vì tình thương đã không quản ngại đường xa đến công ô giới tam giới và dâng lễ an táng cho cha của con. Con xin ghi ơn và nguyện xin Chúa ban cho quý cha nhiều ơn lành hồn phách được bình an và mạnh khỏe. Gia đình con rất lòng ghi nhớ công ơn của quý vị trên. Quý vị dòng đến thánh giá thái dương, quý chú sĩ nam nữ, khi cha con bệnh, quý vị trên và quý vị đã đến thăm và cầu nguyện cho cha con. Qua thánh lễ cùng những lời chúc nguyện, quý vị trên đã cho phép con về nhà để chăm sóc cha của con. Khi nghe tin cha con mất, quý vị trên, quý vị đã gọi điện chia buồn và đến kiếm chiến, nhất là sắp xếp công việc về đến tham dự thánh lễ an táng cầu nguyện cho cha của con. Gia đình con thật lòng cảm ơn và cầu nguyện cho quý bề trên, quý vị và quý cô tỷ nam nữ. Xin quý vị cũng cầu nguyện cho con để con vượt qua biến cố này. Gia đình con vô cùng cảm ơn quý bà con giáo dân từ các giáo xứ bà con đã phục vụ, bà con nội ngoại, ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần đã gọi điện chia sẻ cho buồn, đã đến chiến và dành nhiều thời giờ đọc kinh dự lễ để cầu nguyện cho cha của con. Con xin hết lòng tri ân. Con rất lòng cảm ơn và biết ơn hội đồng giáo xứ, các hội đoàn, cha đoàn, đoàn mai táng giáo xứ AnTa đã âm thầm giúp đỡ tham gia trong mấy ngày qua. Con ghi nhận phục vụ yêu thương của quý ông bà, anh chị em và bà con giáo dân, xin Chúa ban ơn lành cho tất cả. Khi còn sống, cha của con có làm gì phiền lòng, xin quý vị thứ tha cho cha của con. Trong khi tổ chức tang lễ, gia đình con có điều